Hi, xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Bây giờ em sẽ nhổ mấy cái cây rau dại từ chỗ này dọc xuống cái hàng rào. Nhổ xong thì kêu ba ra để mà ba cuốc đất rồi trồng bắp nha. Nhà em á thì ăn rau dại ăn rất là nhanh luôn. Mấy ngày trước á cả nhà thấy em đi lên trên rừng á, rừng cây em nhổ quá trời rau luôn. Nhưng mà về á là trong 2 ngày là ăn sạch bắp luôn nha. Ngày đầu tiên là muốn ăn muốn hết rồi. Ngày nào cũng ăn hết trơn á. Ăn này giống như là ăn rau sống với đâu bà cô chú. Này, mà. Giờ bà chồng em sẽ làm luống ngay cái hàng ranh này. Ba sẽ trồng bắp ở đây nha. Bình thường trước giờ nếu mà mình trồng bắp á, là đa số mình sẽ trồng một lúc chung một đám luôn đúng không? Nhưng mà ba chồng em á, thì ba sẽ trồng riêng ra. Cứ cách 10 ngày thì sẽ trồng một hàng. Khi nào bắp nó già thì nó sẽ già theo từng hàng trước. Mình ăn hết cái chỗ này á, thì tới chỗ kia bắt đầu già tới. Như vậy á, là mình sẽ có bắp tươi ăn liên tục ở trên cây. Mà không có cần phải sợ bắp bị già. Không, ba ba trần lỗng hào là gì nó mà đùa à? Đây là đủ nhà em ăn được một ngày, được một buổi á. Anh Sải nhà em đang giặt đồ nè ông bà cô chú. Anh Sải đang làm gì ạ? Đang làm gì đó? Kiếm bị làm gì? Em hỏi kiếm bị làm gì, kêu là bỏ con khỉ vô. Anh Sa kêu em là con khỉ con á. Em nói vì chồng em mà căng cái này á là khó căng, cái chân mày đau á. Mày kêu à, cái này vậy là không được, mà mày cầm điện thoại mày quay video là được. Chứ không tuấn đồ đâu, đều có trong đều. Chồng em đang quay video cho em với ba. Ây à, ây à, sáu sư kìa, hứa bị sợ. Bên sư giá, sư giá kinh trọng rồi. Sao sư, sao sư, mà bỏ sư, sao sư, mà bỏ sư, sao
Bình thường á, thì người dân ở nông thôn Đông Bắc Trung Quốc người ta chỉ ăn một ngày hai bữa thôi. Nhưng mà ngày nào á, mà ba chồng em làm nông hoặc là ba chồng em trồng rau đồ này kia ở ngoài á thì sẽ đói hơn và sẽ ăn một ngày là ba bữa. Nên là buổi trưa ba chồng em thích ngồi một mình ăn cơm như vậy nè ông bà cô chú. Giờ này á, thì cũng đã buổi trưa rồi, em với là A Sải đi lên trên thị trấn để mà ghé lấy đèn pin với lại đôi ủng. Hai cái này á, là em mua về để tối đi chung với lại dì Út đi bắt cua nè. Câu là hả? Xuyến bê hả? Em mới mua đèn pin nè, rồi ủng nè để đi chung với lại dì Út đi bắt cua. Rồi dì Út nói là mấy bữa trước á, dì Út đi bắt á, được một ngày là được 400 tệ luôn. Bữa đó được nhiều hơn mấy bữa khác, là dì Út bán được 1.4 triệu á ông bà cô chú. Nên là tụi em cũng đi chung với dì Út đi bắt. Cái thằng khách là cho họ. Đó là đèn, còn cái này là mấy đôi ủng. Ủng bên này người ta bán á, là đủ loại hết. Cái này là em mua loại cao nè, cao lên trên đùi luôn để mình đi xuống sình rồi này kia mình đi cho dễ đó. Giờ thì em đi lấy hàng về thì em phải lật đật sạc sạc để tối nay đi. Chú này đang nổ cái bánh giống như là cái ống á, cái bánh ống á mà làm bằng gạo. Cái này là dùng gạo làm. Kêu là nói tiếng Trung Quốc đi là nghe hiểu. Để trong thôn em đều ra đây. Thường thôn em ở đây trời thời tiết ấm áp á, ra đây đông không? Đông vui quá trời luôn. Ai đó, đây là, đây đây là nãy quốc gia đi này, tôi là Việt Nam. Chứ có bao mì đó, rồi có tam mì, hay có sả. Chứ liền chủng mà, bao mì, tam mì, chứ liền cơ thôi mà. Như này ở đâu ạ? Giang không chưa cơ chứ bu gì giang à? Cao lương mì. À, cao lương mì à? Cái này là gạo trắng chung với lại là cao lương đỏ. Còn bên kia là gạo trắng không? Nói chung là tùy người nổ. Đây là nổ gạo trắng không nè. Đây là nổ gạo trắng không nè ông bà cô chú. À, tùy người nổ. Ai yêu bà đây đâu xua xiao hơi nè, bà xua xiao hơi nè. Cái băng gì? Mà băng gì chín ghế tôi sao thế? 5 đồng. 5 đồng gì chín thôi mà. Này nổ là đưa cho người ta là 10 tệ là 1 kg là 35.000 tiền Việt mình 1 kg tiền công. Hào lắm. Việt Nam ở đâu ở lắm mà. Việt Nam ví dụ nó cơ, bân họ là gì mai? Lúc trước em thấy cái bánh ống như vậy á, em không biết là người ta làm bằng cái gì. Xong rồi sáng nay thì cái chú này chạy trong xóm em á mới đi rao bánh ống. Rồi anh Sải mới nói là dùng gạo làm ra thì em mới biết là bánh ống này thì sử dụng gạo để làm. Chứ trước giờ hồi nhỏ em ăn chứ em đâu có biết là làm từ cái gì đâu. Rồi bây giờ em mới biết nè. Đó, đủ loại bánh ống luôn. Đều là làm từ gạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong rồi ha. Quà đầu sư hẳn ta, hẳn ta là sái. Thì khác nó dưới một hàng nè. Cái chèo xin đâu chẳng con là em thấy ở nông thôn Đông Bắc Trung Quốc thì còn rất là nhiều nghề giống như là những cái chú nổ bắp, nổ gạo như vậy. Thì những cái nghề này giống như là rất xa xưa rồi. Nhưng mà bây giờ người dân người ta vẫn giữ cái máy đó và chạy lòng vòng trong thôn để mà nổ cho người dân ăn. Mình cảm giác mình xem giống như là quay về tuổi thơ vậy đó ông bà cô chú. Phục vụ tin. Hả? Đi cá mà đi chiến chiến thảo hả? Chiến thảo quá nè. Chiến thảo. Đi khai nó cao cho lại chiến tôi mà. Ừ, tôi lại đây rồi. Hả? Gia sản đi rồi nè. Hậu hậu sải. Hậu sải. Tôi. Hậu sải. Này, 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 我就在那前面那屯儿。来那边哈。长春。长春。
Cái này bị xin điện trong hình đồ bãi lô vô. Bãi lô vô. Đây, đây. Có giờ lại là bên khăn vô là. Ủa, nó cây rồi mà thử ra. Chứ có cái gì chẳng dao nè. Chứ sao chẳng dao khơ, tôi sang thí hả? Nhi ai sơ bố? Ủa, ai sơ, ai sơ. Ủa, khăn chưa biết rồi, đâu ai sơ chưa con? Chứ rơ rồi. Đây. Chưa chai duyên nắng biết là gì hắn xì hoang. À. Chứ sơ sang bên dê gì khởi dư chẳng dao, sai bên con gì khởi dư chẳng dao. À, chẳng chua dao. Tôi tôi chua dao. À. Chứ có sai căng, hủy dê chứ sai căng chứ à. Khơ trả. Chứ khơ trả tôi rồi. Tôi sang thấy hắn hảo rồi. Tôi à. Cái rễ bồ công anh này thì mọc rất là sâu luôn. Cái lá bồ công anh ở bên trên khi mà mình ăn sống á, thì nó giống như rau sống, không có cái vị đắng. Nói chung là ăn tựa như rau sống luôn, rất là ngon luôn. Còn cái rễ thì lại có cái vị đắng một chút. Nên là thường người dân người ta ít ăn cái rễ lắm. Người ta đào á, thì người ta chỉ đào cái lá để ăn thôi. Nhưng mà mình á, thì mình muốn lấy về để làm thuốc. Do là người dân bên này người ta không có ăn rễ, không có sử dụng để làm thuốc. Nên là em nhổ thì toàn là những cái rễ rất là lâu năm. Hôm nào thì em sẽ là chim tặng cho ông bà cô chú nha. Ủa, 23 tuổi. 28 tuổi. Hả? Mấy giờ? Chứ ủa chứ chị đó. Ủa, lão công thay gì xíu hủy dân hả? Thay hủy dân hả? Sang ban 3 niệm chiếu niệm nè. Thay cả dân hả sang ban. Đúng rồi. 然后就认识我在那边。 Chiếc xe này lúc trước là chú chạy xe túc túc ở trong thôn nè, giống như là một dạng xe taxi vậy đó ông bà cô chú. Chú nhặt củi về để đốt ở nhà ông bà cô chú. Ở đây thì có nhiều nhà nông thôn là người ta làm giường bằng xi măng á, rồi bếp lửa rồi này kia, đốt giống như là bên nhà mẹ chồng em á. Nhà mẹ chồng em thì đốt phụ rồi đốt thêm cái lò sưởi nữa. Nhưng mà có nhiều nhà thì người ta sẽ thích đốt cái này luôn, người ta không muốn ấy là sưởi tốn tiền á. Tàu can rồi ha. Ừ, tàu can rồi. À, bị mấy cái nhánh khô nhưng mà em thấy cũng còn có nhánh tươi nè, cũng còn có màu xanh nè. Tươi, tha lấy dây nã sang bàn. Em mót về đóng luôn. Anh sẽ mót toàn là mấy cái củ nén và củ lớn lớn không bà cô chú. Còn em thì em mót cái gốc bồ công anh nhiều hơn. Rồi em toàn gốc bồ công anh không à. Bồ công anh với cây bồ công anh nè. Đó. Em hơi khô nha. Nó xả gì? Em sẽ mót. Wow, nó chẳng đâu hơn ta ha. Ơi. Củ hành tâm sẽ là sẽ trời. Bự quá trời bự luôn. Củ hành tâm này thì mình ăn ấy, có vị giống như là hành với lại tỏi ở Việt Nam mình vậy đó. Nhiều nơi ấy, thì người ta gọi là hành tâm, nhiều nơi thì gọi là củ nén. Anh sẽ mua rễ bồ công anh mua sâu chưa? Hết đống này nha.
Đây là con xếu đầu đỏ, là một con quốc bảo của thành phố Bàn Cẩm. Hiện ông bà cô chú mình gặp lại ở video sau, mình cùng xâm nhập vào trong bãi biển đỏ của thành phố Bàn Cẩm nha. Bãi biển đỏ là một nơi rất là đẹp vào mùa thu, là một nơi khiến cho rất là nhiều khách du lịch về đây. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và xem hết video của em.